Nằm ở cửa ngõ phía đông bắc của tỉnh Hải Dương, thị xã Kinh Môn có diện tích tự nhiên lớn thứ ba của tỉnh, 165,33 km2, dân số 178.000 người, gồm 17 phường nội thị và 9 xã ngoại thị, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế lớn Hải Phòng, Quảng Ninh là những trung tâm kinh tế sôi động vùng đồng bằng sông Hồng. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, từ vùng đất bán sơn địa, Kinh Môn đã sải những bước dài, vững chắc trong top những địa phương có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất của tỉnh. Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành nghị quyết số 35 về xây dựng và phát triển thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với quan điểm xác định thị xã Kinh Môn là cực tăng trưởng và phát triển kinh tế năng động vùng đông bắc của tỉnh Hải Dương, ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, hướng tới nông nghiệp chất lượng cao, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, gắn với du lịch, thương mại, dịch vụ. Là vùng đất bán sơn địa, có núi thấp, đồng xanh cùng hệ thống sông lớn, giúp Kinh Môn có thế mạnh đặc trưng về thổ nhưỡng, khí hậu, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp độc đáo. Người dân thị xã Kinh Môn cần cù, sáng tạo, làm nên những cánh đồng nông sản thẳng cánh cỏ bay, nhiều sản vật ngon nước tiếng gần xa như hành tỏi, gạo nếp cái hoa vàng, bột sắn dây, cam ngọt, thanh long. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt 319,6 triệu đồng, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Mặc dù ngành nông nghiệp chiếm chưa đến 10% tổng giá trị sản xuất của địa phương, nhưng luôn là trụ đỡ vững chắc để các ngành kinh tế khác phát triển, đồng thời mang lại đời sống ấm no cho người dân. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thị xã đạt 92,7 triệu đồng trên người trên năm. Thị xã hiện có 31 sản phẩm OCOP, 13 sản phẩm thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Những thành tựu trong phát triển kinh tế nông nghiệp mà nòng cốt là các loại cây trồng chủ lực đã tạo bước đi vững chắc để Kinh Môn trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hải Dương và tự tin sải những bước dài trên con đường phát triển đô thị, tiến tới xây dựng thành phố trực thuộc tỉnh. Gần 100 năm qua, cây hành, cây tỏi đã gắn liền với người dân Kinh Môn. Ban đầu chỉ là gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi nhà. Người dân trồng hành tỏi, phục vụ nhu cầu gia đình và làm quà biếu tặng. Từ sự trân quý của người tiêu dùng, món quà quê đặc sản này đã vươn tầm chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Về Kinh Môn, thời điểm này sẽ dễ dàng bắt gặp những đồng hành tỏi xanh mướt. Thị xã hiện duy trì diện tích cây vụ đông 4.410 ha, chủ lực là cây hành tỏi, chiếm 90% tổng diện tích được trồng ở tất cả 23 xã phường. Cây hành tỏi của thị xã được xuống giống từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, cho thu hoạch từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024. Cứ trước hoặc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm, bà con nông dân xuống đồng thu hoạch hành tỏi và triển khai gieo cấy lúa chiêm xuân. Hàng năm, cây hành tỏi cho sản lượng gần 100.000 tấn củ tươi, giá trị kinh tế đạt 450 triệu đồng trên 1 hectare. Cây hành tỏi của thị xã là cây trồng thế mạnh, cho năng suất và chất lượng vượt trội về độ cay đậm, thơm, giá trị dinh dưỡng cao. Năm 2017, hành tỏi Kinh Môn đã được công nhận là sản phẩm đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi quan tâm tới cái quy vùng sản xuất, thế rồi là quy vùng lập cái đề án là phát triển hàng hóa tập trung và tập trung vào đầu tư hạ tầng cho cái sản xuất cây hành, cây tỏi. Đó là hạ tầng đồng bộ về giao thông, về thủy lợi và chú trọng tới cái nâng cao cái giá trị của cái hành, cây tỏi và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào để sản xuất rồi cũng như là chế biến sâu để đưa cái sản phẩm này từng bước vào các hệ thống bán lẻ cũng như là liên kết với lại các cái đơn vị có cái thẩm quyền và các cái doanh nghiệp để mà đưa cái sản phẩm hành tỏi này xuất khẩu ra nước ngoài. Sản xuất hành tỏi ở thị xã Kinh Môn đã phát triển thành chuỗi giá trị sản phẩm từ khâu giống, gieo trồng, chế biến, tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Trải qua thời gian và quá trình sản xuất, tiêu dùng, giống hành tỏi được người dân lựa chọn từ vụ này sang vụ khác. Kinh nghiệm sản xuất được đúc rút từ thực tế, trao truyền lại cho thế hệ sau giá trị đặc trưng được bảo tồn, kết hợp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,
nên năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Mỗi 1 hecta của cây hành là một vụ đông là được trên 400 triệu trên 1 hecta cây hành. Thế thì nó lại mang lại rất nhiều cái lợi ích cho người dân. Thì chúng tôi cũng đang phấn đấu cố gắng là nhờ các ban ngành cấp trên chú ý đến để làm những cái mô hình, ví dụ như tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc những cái mô hình để đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu ra nước ngoài, để nâng cao cái hiệu suất của cây hành tốt hơn. Cây hành ở quê hương tôi thì bây giờ nó là chủ lực, nhưng mà chủ yếu là các cháu ăn học, thế rồi nhà cửa đây khang trang đấy, các chị đã biết đấy, và coi như xe cộ thì là ở quê hương tôi là sắm nhiều rồi, nhưng mà cây hành nó là chủ lực, thường là coi như là dân là bán phải là từ ít nhất 12 triệu mà người cao nhất phải là dưới 25-26 triệu một sào. Thế mà mấy năm nay là cây hành này là rất được phát triển, thế nên chúng tôi cũng mong làm sao là cấp trên quan tâm đến nhân dân chúng tôi để coi như là nhân dân tôi có chỗ dựa để xuất khẩu. Chúng tôi trồng từ trước đến giờ cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà giờ có ban ngành cũng có hướng dẫn để chúng tôi sản xuất theo cây hành, cây tỏi để theo được xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân. Với niềm tự hào quê hương, khát vọng được cống hiến để góp phần nâng tầm giá trị, đưa cây hành tỏi Kinh Môn đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước bằng các sản phẩm chế biến sâu, nhiều đoàn viên thanh niên trẻ của thị xã đã khởi nghiệp thành công, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tích cực nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật, đầu tư dây chuyền máy móc vào sản xuất, chế biến, trao cho củ hành, củ tỏi một diện mạo, tầm vóc mới. Nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và từng bước chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, đáp ứng tốt nhất nhu cầu về sản phẩm hành tỏi. Tự tin có mặt tại những thị trường khó tính như Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu và đầu tư những dây chuyền máy móc công nghệ cao để đáp ứng được những phần chế biến sâu cho các cái sản phẩm nông nghiệp địa phương. Hiện tại thì công ty chúng tôi đang có 4 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 4 sao. Từ khi đạt chứng nhận OCOP 4 sao, chúng tôi cũng đã được thị trường tin dùng hơn và có sự phát triển tốt hơn. Qua đó thì ngoài những thị trường trong tỉnh, trong thị xã cũng như là các tỉnh lân cận thì chúng tôi cũng đã có được một phần đến thị trường nước ngoài. Sinh ra và lớn lên tại quê hương, tôi luôn nhận thấy rằng là về cái chất hành, chất lượng hành, vị cay, vị thơm của củ hành, của tỏi của tại nơi đây ấy, thì tôi cũng luôn tự hào và mong muốn rằng sẽ giới thiệu được cái đặc sản của quê hương chúng tôi đến với bạn bè trong và ngoài nước. Và hiện tại thì công ty xưởng chúng tôi ấy đang tập trung chế biến hành củ sang sản phẩm hành chiên. Trong một ngày thì công ty chúng tôi, xưởng chúng tôi sản xuất được từ 7 đến 1 tấn hành chiên và đóng gói tiêu thụ đi tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Và trong 2 năm gần đây thì chúng tôi đã tiếp cận ra được cái thị trường ngoài nước, đã làm được rất nhiều đơn hàng để xuất khẩu sang Trung Quốc, và hiện tại chúng tôi đang làm đóng hàng để xuất khẩu sang thị trường Đài Loan nữa ạ. Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xác định phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột: ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, hướng tới nông nghiệp chất lượng cao, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa gắn với du lịch, thương mại, dịch vụ và hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Thị xã đã thực hiện tốt quy vùng sản xuất tập trung, đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất, xây dựng cơ cấu giống cây trồng đảm bảo kế hoạch canh tác có hệ số sử dụng đất cao 2,96 lần trên năm, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Mỗi người nông dân chủ động tiếp nhận, học tập công nghệ thông tin, khai thác sử dụng hiệu quả nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc, giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian từ sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Kinh Môn được mệnh danh là thủ phủ hành tỏi miền Bắc, trung tâm sản xuất chế biến tiêu thụ hành tỏi quy mô lớn. Lần đầu tiên thị xã Kinh Môn tổ chức lễ hội thu hoạch hành tỏi nhằm quảng bá, giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của thị xã Kinh Môn trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung, đối với cây hành tỏi nói riêng, nâng tầm thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.